Nổ súng bên ngoài trường học ở Colorado, một người chết và 8 người bị thương, 2 nghi can bị bắt. Có ít nhất là một người chết, 8 người bị thương hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 5, sau khi xảy ra một vụ nổ súng bên ngoài trường học ở khu ngoại ô thành phố Denver. Theo bản tin của CNN, Phó Cảnh sát trưởng Dallas County là bà Holly Nicholson-Klutz đã nói rằng có 2 nghi can bị bắt giữ ở trong vụ nổ súng ở một trường tại Highlands Ranch, cách Denver 40 cây số về hướng Nam. Đây là một trường công lập có khoảng hơn 1.850 học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12 và chú trọng về các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trường công lập này nằm cách trường trung học Columbine High School ở thành phố Littleton, chừng 7 dặm. Hôm 20 tháng 4 năm 1999, đã có 2 học sinh nổ súng, làm thiệt mạng 12 bạn học và một giáo viên tại trường Columbine. Hôm 17 tháng 4, các trường ở học khu Dallas County đã phải đóng cửa sau khi có tin một thiếu nữ có võ trang đến từ Florida đã đưa ra lời đe dọa sẽ nổ súng. Trong cuộc truy lùng rộng lớn sau đó, giới hữu trách tìm thấy thiếu nữ này đã chết vì tự tử bằng súng. Tờ Denver Post cho biết tất cả các trường học trong khu vực được phong tỏa trong lúc lực lượng hữu trách tới ứng cứu tại hiện trường.